Thưa quý vị, một câu chuyện đang làm nóng mặt báo từ nhiều ngày nay, thu hút sự chú ý của dư luận là phát biểu của ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, khi khẳng định nếu thí sinh muốn thi đỗ vào công chức ở Hà Nội thì phải chạy tiền không dưới 100 triệu đồng. Thực ra, câu chuyện chạy tiền để vào được một vị trí nào đó trong bộ máy nhà nước đã từ lâu được truyền tai nhau trong nhân dân. Điều đáng nói ở đây là lần đầu tiên một người đang đương chức, đương quyền nằm trong chính bộ máy của các cơ quan nhà nước, hiểu rõ hoạt động của những cơ quan này đã khẳng định điều đó một cách công khai trong một cuộc họp và đặt ra nó như một vấn đề đáng phải bàn bạc, giải quyết và xử lý. Và để có thể giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên của kênh VTC14 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình là Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội thuộc Viện Khoa học và Xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, rất cảm ơn ông đã tham dự cuộc trao đổi ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa ông, cách đây ít ngày thì chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã khẳng định là một thí sinh để được đỗ vào công chức ở Hà Nội thì phải chạy tiền không dưới 100 triệu đồng. Mặc dù chưa phát giác ra được một cái hiện tượng cụ thể nào, tuy nhiên là dư luận khẳng định đây rõ ràng là một thực trạng không chỉ ở Hà Nội mà còn ở những cái tỉnh và địa phương khác. Từ góc độ xã học thì ông có bình luận đánh giá như thế nào về cái hiện tượng như thế này ạ? Cái việc một cái nhà quản lý ở cái cương vị như chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội nói lên điều đó thì nó giống như một sự xác nhận rằng là cái hiện tượng đó đã trở nên không phải lạ lẫm, không phải hiếm hoi và dường như đã trở thành phổ biến. Những ý kiến phản bác thì dường như không có, và những người có trách nhiệm cao hơn nữa thấy rằng là đấy xem như một kênh thông tin để kiểm tra, để tìm cách để xác tín trở lại. Bản thân cái sự việc đó cũng giống như một lời thừa nhận. Người ta có thể bình luận được rất nhiều xung quanh cái sự kiện đó, rằng là ở xã hội chúng ta dường như cũng đã có sự chấp nhận rằng những cái hoạt động bôi trơn cái bộ máy, đặc biệt đối với khu vực cung cấp dịch vụ công, rồi những cái công tác liên quan đến đề bạt nhân sự, đến thăng thưởng, đến thuyên chuyển, vân vân, thì đều có bóng dáng của hành vi phong bì, hối lộ, và đương nhiên có hối lộ thì có tham nhũng. Như vậy thì sẽ diễn ra một cái tình trạng là những người giỏi thì chưa chắc được vào làm công chức của nhà nước, nhưng những người kém hơn, có năng lực không đủ, thế nhưng mà lại có tiền thì sẽ có khả năng đỗ công chức. Nó sẽ tạo ra một cái hệ quả như thế nào đối với cái bộ máy quản lý của nhà nước hiện nay ạ? Dẫn đến cái méo mó cái bức tranh của cái nguồn nhân lực của xã hội. Bởi vì đến lượt mình, những cái người mà đã phải bỏ tiền ra để bôi trơn, đã phải tham gia vào trong cái quá trình đó với tính cách như là hối lộ, như là tham nhũng, thì anh ta cũng sẽ hành xử như vậy khi đã có được những vị trí mà cũng đặt ra được những vấn đề về chuyện nhũng nhiễu và hạch sách. Thế rồi đòi hỏi khi mà trở thành cái người có điều kiện ban phát. Rõ ràng là việc sử dụng tiền hay là cách khác là văn hóa bôi trơn không chỉ diễn ra trong cái việc thi tuyển công chức mà còn đang diễn ra trong các lĩnh vực như là giáo dục, y tế, rồi kinh tế mà báo chí, dư luận đã nói đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Đây có phải là một cái điều bình thường trong một cái xã hội phát triển hiện nay ạ? Khi mọi giá trị nó bị đảo lộn, chân ngụy nó bị pha trộn làm cho người đời không thể phát hiện được ra nữa thì nó sẽ rất nguy hại cho quá trình phát triển, và nó đe dọa cái sự phát triển lành mạnh của cái bộ máy của chúng ta, và cái điều đó chắc chắn nó lây mất lòng tin. Thế còn bản thân thì nó làm cho chính bộ máy chúng ta nó bị xuống cấp, nó bị tha hóa, biến đổi ở chỗ này chỗ khác, và nó không đáp ứng được đúng với cái đòi hỏi của cái sự phát triển. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông. Ý kiến của ông Trịnh Hòa Bình cũng là nhận định chung của rất nhiều người về một thực trạng diễn ra từ rất lâu, rất phổ biến ở Việt Nam nhưng chưa bao giờ là một câu chuyện cũ. Và nhiều người đã lo ngại rằng văn hóa bôi trơn sẽ làm nảy sinh tham nhũng, thậm chí là những tham nhũng rất tinh vi. Những con số sau đây có thể giúp quý vị và các bạn minh chứng cho thấy điều này.
Theo kết quả nghiên cứu thực trạng tham nhũng trong khu vực doanh nghiệp được Thanh tra Chính phủ, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam công bố mới đây, có tới 69% doanh nghiệp tự nhận là nạn nhân của tham nhũng. Gần 50% doanh nghiệp khẳng định phải có mối quan hệ với ngân hàng và xuất tiền bôi trơn cho cán bộ tín dụng mới vay được vốn hỗ trợ nhà nước. Tuy nhiên, lý do chính mà 50% doanh nghiệp không tố cáo vì cho rằng đó không phải là việc của tôi, có tố cáo cũng chẳng giải quyết được gì. Hay đây là thông lệ chung, gần như mặc định trong quan hệ giao dịch. Đặc biệt, văn hóa hối lộ trong lĩnh vực đất đai trở nên bình thường, giống như việc người dân quen với hiện tượng ngập lụt mỗi khi mưa lớn ở Hà Nội. Báo cáo căn nguyên, ảnh hưởng của chia phí không chính thức trong y tế tại Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng công bố trong năm nay cho biết, có nhiều kiểu tham nhũng trong lĩnh vực y tế. Ngoài phong bì giao động số tiền từ 50.000 đồng đến hàng triệu đồng, việc hối lộ thầy thuốc còn được thể hiện bằng cách giúp sinh học trường chuyên, làm sổ đỏ, mua đồ gia dụng và giới thiệu mua căn hộ để thầy thuốc hưởng chênh lệch. Theo đánh giá của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, nếu dưới 3 điểm được coi là tham nhũng nghiêm trọng, thì trong những năm gần đây, Việt Nam thường được 2,6, 2,7 điểm trong thang điểm 10 về chỉ số cảm nhận tham nhũng. Năm 2011, tuy có những tiến bộ nhất định, được 2,9 điểm, xếp thứ 112 trên 182 nước vào vùng lãnh thổ, nhưng Việt Nam vẫn thuộc những nước có điểm số thấp và vẫn đứng ở cuối bảng xếp hạng với tình hình tham nhũng nghiêm trọng. Như vậy, hiện tượng đã được khẳng định bằng cách này hoặc cách khác. Cái cần làm bây giờ là hành động để giảm tình trạng tham nhũng đang tồn tại. Đó là điều mà mỗi người dân Việt Nam đang chờ đợi ở những người quản lý thực sự có tâm, có tầm. Phải nhìn nhận văn hóa bôi trơn ở Việt Nam là một điều được coi là nhạy cảm và khó đụng chạm. Ý kiến của ông Trần Trọng Dực, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, dẫu sao cũng là một điều rất đáng ghi nhận và rất đáng để những người có trách nhiệm phải suy nghĩ. Và vừa rồi cũng là câu chuyện buổi sáng của chúng tôi.